văn phòng luật sư vi phạm họ chuyên lo luật di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làm visa, thẻ xanh, đầu tư. Chào, đây là luật sư di trú vi phạm họ, văn phòng vi chuyên về bảo lãnh gia đình, fiancé visa, với là học sinh qua đại học. We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam, tư vấn miễn phí 619-997-7493. Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của VNTV ngày hôm nay và sự trở lại của luật sư Vi Phạm Hoc. Chào luật sư Vi. Chào chị Vân Anh và chào khán giả VNTV. Thưa quý vị, một lần nữa, luật sư Vi Phạm Hoc là luật sư chuyên về di trú, trục xuất cũng như là bảo lãnh. Quý vị có tất cả những cái dịch vụ về bảo lãnh, du học sinh, lao động, thẻ xanh, đầu tư thì văn phòng của luật sư Vi Phạm Hoc xin được tiếp đón và phục vụ quý vị. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì luật sư Vi Phạm Hoc cũng chuyên về một cái chương trình, đó là chương trình đầu tư có tên là EB5, phải không luật sư? Dạ. Và ngày hôm nay thì luật sư Vi sẽ gửi đến chúng ta những cái update, tức là những cái thông tin mới nhất của chương trình này. Thì trước hết chúng ta có thể cho quý vị khán giả biết một lần nữa trở lại là what is EB5? EB5 là như thế nào thưa luật sư? Dạ. Dạ, EB5 khán giả là cái đầu tư mà mình đầu tư một cái vốn gì đó, ví dụ 500 ngàn là 1 triệu, là bà con mình rất, bà nước Việt Nam với là nước khác rất là thích cái EB5 này. Là tại sao? Là tại vì mình có quyền có thể đem cả gia đình, con và vợ, mà con phải là dưới 21 tuổi chị, với đem qua Mỹ được. Và cái chương trình này đã có từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ mới có, phải không luật sư, và cho tất cả các nước? Dạ. Dạ, đã có lâu rồi. Dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa, chương trình EB5 là chương trình dành cho những người sang Hoa Kỳ qua diện đầu tư, tức là làm thương mại. Dạ. Phải không luật sư? Thì luật sư có thể review lại tí xíu trong chương trình, trong suốt thời gian vừa qua luật sư làm về cái chương trình này, là đã có bao nhiêu người tham gia, cũng như là như thế nào để mà có đủ điều kiện trong cái chương trình EB5 này? Dạ. Thì thường thường khách mà gọi cái này nước Việt Nam hoặc là cả nước cũng vậy, giống như là chị nói đó, nước nào cũng được, nước nào cũng được hết. Là vì sao? Là mình phải có một cái vốn khoảng là 500 ngàn. 500 ngàn là mình cho cái chỗ mà nó gọi là TEA, là cho chỗ mà chỗ nghèo với được là 500 ngàn. Hoặc là 1 triệu, 1 triệu là mình có thể đầu tư trong cái chỗ mà người giàu, hoặc là chỗ nào mình cũng muốn được hết. EB5 này là mình có cách hai lần. Một lần, một cách là mình có thể tự mình qua mà tự mình làm được, hoặc là nó có gọi một cái gọi là regional center, có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là mình đầu tư trong một cái company nào đó rồi người ta sẽ đầu tư cho mình, có nghĩa là mình đưa vốn cho người ta rồi người ta sẽ đầu tư cho mình, là cái đó chỉ có 500 ngàn mà thôi. Nếu mà mình tự đi qua này mua phở cái chỗ nghèo thì 500 ngàn, nếu mà chỗ giàu là 1 triệu, là rồi xong xuôi mình có thể cả đi gia đình mình được. Dạ. Và cả gia đình vậy không có phân biệt là số lượng là bao nhiêu người hết hả luật sư, miễn sao là trong gia đình thôi hả? Dạ không, trong gia đình là bà con, nghĩa là vợ chồng và con cái chứ không phải là cha mẹ. Chỉ có vợ chồng và con cái thôi quý vị. Dạ. Và phải dưới 21 tuổi. Dạ. Và bao nhiêu cũng được hả chị? Dạ. Một người hoặc là 15 người. Miễn sao là con, cha mẹ và con. Phải không luật sư? Dạ chị. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh nhắc lại là chương trình EB5 là chương trình đi sang Hoa Kỳ qua diện đầu tư, tức là nếu mà quý vị có 500 ngàn và đi tới những cái vùng mà như luật sư nói là cái vùng nghèo, thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 500 ngàn, thí dụ như là những cái vùng xa xôi hẻo lánh, phải không luật sư? Dạ. Còn những cái vùng mà phồn thịnh, mà cái vùng mà có kinh tế cao hơn thì là tới từ 1 triệu trở lên. Dạ. Và cái người nộp đơn đó họ có thể tự kinh doanh, cũng như là họ có thể đầu tư vô một cái company, một cái cơ sở thương mại nào đó để nhờ cái cơ sở đó đầu tư cho mình. Dạ. Ngoài cái vấn đề là phải có tiền, và cái người mà muốn sang cái dịch EB5 này còn phải có điều kiện gì nữa không luật sư? Hay là tôi có 500 ngàn hoặc là 1 triệu là tôi có thể apply cho chương trình này? Mình có tiền là 90% là được rồi. Cái đó là điều quan trọng nhất mà cái EB5 này đòi hỏi, là có tiền. Cái thứ hai quan trọng nhất là
phải tiền trong nhà bank, xin lỗi nghe, không phải là tiền sạch, là cái di trú đó, nói là tiền mình có trong nhà 500 ngàn hoặc 1 triệu ở nhà bank, mình phải nói là tại làm sao mà mình có cái số 500 ngàn mà 1 triệu đó được. Ví dụ bà con có thể ba mẹ cho mình 500 ngàn thì 500 ngàn cái đó, hoặc là mình có 500 ngàn tại vì mình bán cái nhà thì mình phải đưa máy cái bằng chứng như vậy để cho di trú biết là 500 ngàn đó hoặc là 1 triệu là tiền sạch. Chứ không phải là có tiền là được, mà phải chứng minh là tiền đó là một cái đồng tiền ngay thẳng, hợp pháp, phải không luật sư? Và sau đó thì sau khi mà đã chứng nhận rồi thì bắt đầu nộp đơn. Dạ, đúng rồi. Giống như ở Việt Nam, tại vì Vi về Việt Nam ở Đà Nẵng với Sài Gòn để mở văn phòng để làm EB5, thì bà con ở Việt Nam thì nếu bán nhà thì phải có cái số đỏ. Sổ đỏ. Sổ đỏ. Với lại chứng minh là mình có cái tiền sạch được. Dạ vâng. Và sau khi mà nộp đơn, tiền đã được chứng minh rồi trong nhà băng rồi, thì bao lâu thì mới được đi thưa luật sư? Cái này là mình có khoản nghe. Tại vì cái này mình có hai cái khoản lận. Tại vì cái khoản thứ nhất thì khoảng từ giờ nó rất là lâu, là từ khoảng 1.5 năm tới 2 năm lận để cho mình lấy cái khoản thứ nhất. Khoản thứ hai là còn 1.5 năm 2 năm nữa. Cho nên giờ bà con mình làm cái EB5 này rất là nhiều. Trừ khi Trung Quốc, cái thứ hai là Việt Nam mình. Đầu tiên là Trung Quốc, dạ. Thứ hai là Việt Nam. Và thưa quý vị, cũng như là luật sư Vi, Vân Anh được biết là sắp tới có một cái sự thay đổi về điều kiện được gia nhập cái chương trình EB5 này, thì luật sư có thể nói về cái điều này. Dạ, thưa bà con, EB5 này đó là giống như chị nói đó, là nó đã có từ lâu rồi, 28 năm rồi. 28 năm rồi, dạ. Mà bây giờ mình mới nghe nói sôi nổi về đề tài này. Dạ, 28 năm rồi, nhưng mà cái số tiền đó thì nó chưa thay đổi. Nhưng mà người ta nghĩ đó là tháng 9 ngày 30 2018 này đó, cái số tiền nó sẽ đi lên, nó đi lên rất là nhiều. Vì ví dụ, cái này người ta nghĩ thôi nghe, là có thể là từ 500 ngàn cho tới 1.350.000 lận. Cho nên cái cao nó rất là cao. Với là cái mà 1 triệu đó là người ta sẽ lên 1.800.000 lận. Cho nên có thể là nó không lên nhiều như vậy, nhưng mà nó sẽ lên là có thể 500 ngàn, có thể nó lên 1 triệu hoặc là 800-900 ngàn. Cho nên vì vậy, cái thứ nhất là quan trọng nhất. Cái thứ hai đó là tại vì bà con mình làm cái EB5 này quá nhiều đi, cho nên cái thì giờ mà mình chờ lâu còn rất là lâu nữa. Cho nên khi nào Vi cũng nói bà con đó là nếu mà muốn làm là mình phải làm bây giờ, làm cái gì cũng vậy, là mình làm bây giờ để cho mình khỏi cả, mình lấy cái số vậy đó để mình đứng chờ. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, luật sư Vi nói rằng đây chỉ là một cái dự đoán thôi, chưa có phải là luật lệ gì cả. Có thể tới ngày 30 tháng 9 sắp tới thì cái điều kiện mà quý vị gia nhập chương trình EB5 lên rất là nhiều, tức là điều kiện 500 ngàn có thể lên đến 800 ngàn hoặc 1 triệu, hoặc lên tới là 1.350.000. Và những người nào mà đi theo cái chương trình là 1 triệu đô la thì có thể lên đến 1.800.000 đô la, một con số gần gấp đôi luôn. Vì thế cho nên trong thời gian gần đây những người nộp đơn rất là nhiều, và vì đó cho nên cái thời gian chờ đợi rất là lâu. Vì thế cho nên quý vị có thân nhân ở Việt Nam mà muốn tham gia cái chương trình EB5 này, muốn được sang Hoa Kỳ với cái diện EB5 này, thì mời quý vị liên lạc với văn phòng luật sư Vi. Luật sư Vi là vị luật sư được học tại Hoa Kỳ và chuyên về di trú đoàn tụ trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt luật sư sẽ giúp cho quý vị gia nhập cái chương trình EB5 này một cách rất là hợp pháp, một cách rất là ngay thẳng, và quý vị không có lo lắng rằng quý vị sẽ tiền mất tật mang, phải không luật sư? Dạ đúng rồi, bà con mình nhiều là như vậy, là phải kiếm cái chỗ nào mà mình tin tưởng, tại vì số tiền không phải là nhỏ chị, cho nên mình phải kiếm cái chỗ nào mà mình tin tưởng để đầu tư. Vâng, và Vân Anh cũng được biết là luật sư Vi vừa mới có văn phòng tại Việt Nam để giúp cho quý vị có một cái sự tiện lợi khi mà tìm hiểu thêm về cái chương trình này. Cho nên quý vị tại San Diego cũng như khắp nơi tại Hoa Kỳ mà xem chương trình này và muốn có thân nhân, muốn gia nhập, thì xin mời quý vị gọi cho luật sư Vi tại văn phòng tại San Diego, đó là 619-997-7493. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của luật sư Vi qua địa chỉ website. Dạ, hai cái, 5211 University Avenue, hoặc là cái website là hawkimmigration.com.
Vâng, luật sư có muốn nói gì không trước bổ túc thêm trước khi chúng ta chia tay trong chương trình EB5 này? Dạ, giống như em muốn nói lại là nếu mà bà con muốn, tại vì cái thay đổi này nó sẽ tới. Tại vì năm vừa rồi là người ta đã nói rất là lao động là sẽ xảy ra, cho nên vì vậy mà nó sẽ xảy ra, chứ không phải là khi nào sẽ xảy ra, chứ không phải là không sẽ xảy ra. Cho nên quý vị muốn gia nhập cái chương trình này thì phải gọi ngay cho luật sư Vi một lần nữa, 619-997-7493. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.